lại nữa đại sĩ đối với sự tu tạo các việc phước nghiệp nếu đại bồ tát như thật biết rõ xa lìa uẩn xứ giới thì cũng xa lìa bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa cũng xa lìa nội không cho đến vô tánh tự tánh không cũng xa lìa bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp phật bất cộng sau khi đã như thật biết sự tu tạo các việc phước nghiệp như thế đại bồ tát này thâm tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa đại sĩ nếu đại bồ tát như thật biết rõ sự tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp xa lìa tự tánh, sự tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp như vậy. Như thật biết rõ chư Phật Thế Tôn xa lìa tự tánh chư Phật Thế Tôn như vậy. Như thật biết rõ công đức căn lành xa lìa tự tánh công đức căn lành như vậy. Như thật biết rõ thanh văn độc giác và các dị sanh xa sa lìa tự tánh thanh văn độc giác và các dị sanh như vậy như thật biết rõ tâm tùy hỷ hồi hướng đại bồ đề xa lìa tự tánh tâm tùy hỷ hồi hướng đại bồ đề như vậy như thật biết rõ đại bồ tát xa lìa tự tánh đại bồ tát như vậy như thật biết rõ bát nhã ba la mật đa xa lìa tự tánh bát nhã ba la mật đa cho đến như thật biết rõ bố thí ba la mật đa xa lìa tự tánh bố thí ba la mật đa như thật biết rõ nội không xa lìa tự tánh nội không cho đến như thật biết rõ vô tánh tự tánh không xa lìa tự tánh của vô tánh tự tánh không như thật biết rõ bốn niệm trụ xa lìa tự tánh bốn niệm trụ cho đến như thật biết rõ mười tám pháp phật bất cộng, xa lìa tự tánh 18 pháp Phật bất cộng. Như thật biết rõ Hạnh Đại Bồ Tát xa lìa tự tánh Hạnh Đại Bồ Tát, như thật biết rõ chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ đề, xa lìa tự tánh chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Đại Bồ Tát này tu hành xa lìa tự tánh các pháp như thế, tức là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chân tránh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Lại nữa đại sĩ đối với công đức căn lành của các đệ tử và của tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác đã diệt độ. Các đại Bồ Tát nếu muốn phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà thì nên khởi tâm tùy hỷ hồi hướng nghĩ như vậy Như các đức như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử đều đã diệt độ. Tự tánh chẳng có công đức căn lành cũng lại như thế. Ta phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà và chỗ hồi hướng vô thượng bồ đề tánh ấy cũng như vậy biết như thế nên đối với các căn lành phát khởi tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề không rơi vào tưởng điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo nếu đại bồ tát lấy tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa đối với công đức căn lành của các đệ tử và của tất cả đức như lai ứng tránh đẳng giác đã diệt độ chấp giữ tướng tùy hỷ hồi hướng vô thượng tránh đẳng bồ đề thì chẳng phải là khéo tùy hỷ hồi hướng vì công đức căn lành của chúng đệ tử và của chư phật quá khứ là phi tướng vô tướng chẳng phải cảnh giới có thể nắm giữ vì đại bồ tát này lấy niệm chấp giữ tướng mà phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề nên chẳng khéo tùy hỷ hồi hướng do nhân duyên đầy nên rơi vào tường điên đảo tâm điên đảo kiến điên đảo nếu đại bồ tát chẳng lấy tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa đối với công đức căn lành của tất cả chúng đệ tử và chư phật Địa tướng tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề thì đó gọi là khéo tùy hỷ hồi hướng. Do nhân duyên đây nên đại bồ tát này tùy hỷ hồi hướng không rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Bấy giờ đại bồ tát Từ Thị hỏi cụ Thọ thiện hiện rằng: Đại đức đối với công đức căn lành của các Như Lai ứng tránh đẳng giác và của chúng đệ tử, đại bồ tát tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp đều chẳng nắm giữ tướng vậy làm sao có thể tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đáp bạch đại sĩ phải biết bát nhã ba la mật đa mà các đại bồ tát học có những phương tiện khéo léo thiện xảo như vậy tuy chẳng nắm giữ tướng nhưng vẫn thành tựu sở tác chẳng lìa bát nhã ba la mật đa mà có thể chân tránh phát khởi tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề cho nên chúng đại Bồ Tát muốn thành tựu sở tác thì phải học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát từ thị nói, đại đức thiện hiện, đại đức chớ nói lời ấy. Vì sao vậy? Vì đối với bát nhã ba la mật đa, công đức căn lành mà chư Phật Thế Tôn và chúng đệ tử cùng thành tựu đều không có sở hữu chẳng thể đắc. Sự tạo tác tùy hỷ các việc phước nghiệp cũng không có sở hữu chẳng thể đắc sự phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề cũng không có sở hữu, chẳng thể đắc. Trong đây khi Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nên quán như vậy tánh công đức căn lành của chúng đệ tử và của chư Phật quá khứ đều đã diệt. Sự tạo tác tùy hỷ các việc phước nghiệp, sự phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề tánh nó đều tịch diệt nếu ta đối với công đức căn lành của chúng đệ tử và của tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác kia mà lấy tướng phân biệt đối với sự tạo tác tùy hỷ cùng làm các việc phước nghiệp phát tâm hồi hướng vô thượng bồ đề mà lấy tướng phân biệt do lấy tướng phân biệt ấy làm phương tiện phát khởi tùy hỷ hồi hướng vô thượng tránh đẳng bồ đề nên chư phật thế tôn đều của chẳng cho cũng chẳng tùy hỷ vì sao? Vì đối với chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ mà lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đà thì đây gọi là đại hữu sở đắc. Cho nên, đối với công đức căn lành của chúng đệ tử và của chư Phật, Đại Bồ Tát muốn chân tránh thoát khỏi tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì chẳng nên ở trong ấy khỏi sự thủ đắc lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong ấy, khởi sự thủ đắc lấy tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng thì phật nói người đó chẳng có lợi lớn vì cớ sao vì tâm tùy hỷ hồi hướng như thế là hư vọng phân biệt là tạp độc vậy ví như có loại thức ăn tuy đầy đủ sắc hương mỹ vị thượng diệu nhưng hòa với độc dược người ngu trí cạn tham lấy ăn nuốt tuy ban đầu thích ý vui sướng khoái lạc xong sau thức ăn tiêu hóa thì phải chịu đủ các khổ hoặc mệt trí thậm chí mất mạng hạng bổ đặc già la như vậy chẳng khéo thọ trì chẳng khéo quán sát văn cú nghĩa lý bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng khéo đọc tụng chẳng khéo thông đạt nghĩa lý sâu xa mà bảo kẻ trùng tánh đại thừa rằng lại đây thiện nam tử ngươi đối với tất cả đức như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y niết bàn mãi đến lúc pháp diệt trong thời gian ấy người tu bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm hoặc trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm hoặc tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm như vậy cho đến hoặc tu mười lực phật cho đến mười tám pháp phật bất cộng căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm hoặc nghiên tịnh cõi phật thành thục hữu tình căn lành đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm hoặc tu giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn của các đức như lai ứng tránh, đẳng giác hoặc tu trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả và vô số vô lượng vô biên các công đức thủ thắng khác hoặc tu tất cả căn lành hữu lợi vô lợi của đệ tử phật hoặc tu công đức của các trời người độc giác bồ đề đã đang và sẽ được các đức như lai ứng tránh đẳng giác thọ ký hoặc tu căn lành của các trời rồng dược xoa kiện đạt phược A tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân, đã nhóm sẽ nhóm hiện nhóm hoặc tu căn lành của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với các công đức, phát khởi tùy hỷ hồi hướng, tập hợp hết thảy lượng căn lành như vậy hiện tiền tùy hỷ, cho các hữu tình, cùng có một cách bình đẳng, hồi hướng vô thượng, tránh đẳng, bồ đề tùy hỷ hồi hướng theo chỗ thuyết như thế lấy có sở đắc lấy tướng phân biệt làm phương tiện thì kẻ ấy như ăn tạp độc trước lợi sau tổn đây chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng vì sao vì sự phát tâm tùy hỷ hồi hướng ấy lấy có sở đắc lấy tướng phân biệt có nhân có duyên có tác ý có hí luận có chướng ngại có lầm lỗi chẳng hợp với bát nhã ba la mật đa ấy là kẻ tạp độc là hủy báng phật nói chẳng hợp lời Phật, nói chẳng đúng Pháp, nói chẳng hợp lý. Bồ Tát trùng tánh bổ đặc già la chẳng nên học theo chỗ thuyết ấy. Vì vậy Đại Đức, nên tôi mới hỏi các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa, đối với công đức căn lành của tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác, quá khứ vị lai hiện tại và của chúng đệ tử, nên tùy hỷ hồi hướng như thế nào? Nghĩa là chư Phật kia từ sơ phát tâm, cho đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn cho đến lúc pháp diệt trong thời gian ấy, Đại Bồ Tát Tu Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, nhóm các căn lành nói rộng cho đến, hoặc tu căn lành của các thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đối với các công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa, đối với công đức căn lành kia phát khởi tùy hỷ hồi hướng vô thượng tránh đẳng Bồ Đề như thế nào? Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch đại sĩ các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa tu hành bát nhã ba la mật đa nếu muốn phát tâm tùy hỷ hồi hướng mà không rơi vào lỗi hủy báng chư phật thế tôn thì nên nghĩ như vậy như các đức như lai ứng tránh đẳng giác phật trí vô thượng thấu rõ biết khắp công đức căn lành có tánh như thế có tướng như thế có pháp như thế có thể tùy hỷ Tà này cũng nên tùy hỷ như vậy, như các đức như lai ứng tránh đẳng giác. Phật trí vô thượng thấu rõ biết khắp, nên đem các việc phước nghiệp như thế. Hồi hướng vô thượng tránh đẳng bồ đề tà này cũng nên hồi hướng như vậy. Các thiện nam tử thiện nữ nhân, trụ bồ tát thừa đối với công đức căn lành, của các đức như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử, nên tùy hỷ hồi hướng như thế. Nếu khởi tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng hủy báo Phật dạy đúng lời Phật, nói hợp với Pháp, nói đúng với lý, Đại Bồ Tát ấy. Tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng lẫn lộn thuốc độc, quyết đến cam lồ đại bát niết bàn. Lại nữa, đại sĩ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, tu hành bát nhã, ba la, mật đa. Đối với công đức căn lành của các như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử, nên khởi tùy hỷ hồi hướng như vậy như sắc cho đến thức chẳng đoạn cõi dục cõi sắc cõi vô sắc nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng đoạn cõi dục cõi sắc cõi vô sắc nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng đoạn cõi dục cõi sắc cõi vô sắc nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại nhãn giới cho đến ý giới chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị la hiện tại. Sắc giới cho đến pháp giới chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị la hiện tại. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại nhãn xúc cho đến ý xúc chẳng đoạn cõi dục cõi sắc cõi vô sắc nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng đoạn cõi dục cõi sắc cõi vô sắc nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại Bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa chẳng đoạn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không, chẳng đoạn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đoạn ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng đoạn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Như vậy cho đến 10 lực như lai, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Chân như pháp giới pháp tánh, thật tế pháp định pháp trụ, bất tư nghỉ giới, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Giới uẩn, định uẩn, tọa uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đọa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng đọa cõi dục cõi sắc cõi vô sắc nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng phải như thế vì sao vì tự tánh của các pháp ấy là không nên chẳng đoạn ba cõi chẳng nhiếp ba đời tùy hỷ hồi hướng cũng lại như thế nghĩa là tự tánh của các đức như lai ứng tránh đẳng giác là không nên chẳng đoạn ba cõi chẳng nhiếp ba đời tự tánh công đức của chư phật là không nên chẳng đoạn ba cõi chẳng nhiếp ba đời tự tánh của thanh văn độc giác và trời người là không nên chẳng đoạn ba cõi chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh của các căn lành ấy là không nên chẳng đoạn ba cõi chẳng nhiếp ba đời. Tự tánh tùy hỷ ấy là không nên chẳng đoạn ba cõi chẳng nhiếp ba đời tự tánh của pháp hồi hướng là không nên chẳng đọa ba cõi chẳng nhiếp ba đời tự tánh của kẻ hay hồi hướng là không nên chẳng đọa ba cõi chẳng nhiếp ba đời nếu khi đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sắc cho đến thức chẳng đọa ba cõi chẳng nhiếp ba đời nếu chẳng đoạn ba cõi chẳng nhiếp ba đời thì chẳng thể lấy có tướng kia làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện mà phát xanh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. vì cớ sao? vì tự tánh pháp của sắc chẳng xanh. nếu pháp chẳng xanh thì không có sở hữu, chẳng thể đem pháp không sở hữu ấy tùy hỷ hồi hướng không sở hữu. do vậy như thật biết nhãn xứ cho đến ý xứ cũng như thế, như thật biết sắc xứ cho đến pháp xứ cũng như thế, như thật biết nhãn giới cho đến ý giới cũng như thế, như thật biết sắc giới cho đến pháp giới cũng như thế, như thật biết nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng như thế, như thật biết nhãn xúc cho đến ý xúc cũng như thế, như thật biết nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng như thế như thật biết bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa cũng như thế như thật biết nội không cho đến vô tánh tự tánh không cũng như thế như thật biết bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng như thế như thật biết mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng như thế như thật biết chân như pháp giới pháp tánh thật tế pháp định pháp trụ bất tư nghỉ giới cũng như thế như thật biết giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát trí kiến uẩn cũng như thế như thật biết trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng như thế như thật biết pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng đọa ba cõi chẳng nhiếp ba đời nếu chẳng đọa ba cõi chẳng nhiếp ba đời thì chẳng thể lấy có tướng ấy làm phương tiện có sở đắc làm phương tiện phát sanh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao? vì tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng xanh. nếu pháp chẳng xanh thì không có sở hữu, chẳng thể lấy pháp không sở hữu ấy, tùy hỷ hồi hướng không sở hữu. đại bồ tát này tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề như thế là chẳng lẫn lộn thuốc độc, quyết đến cam lồ đại bát niết bàn. các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa nếu lấy có tướng làm phương tiện hoặc có sở đắc làm phương tiện đối với công đức căn lành của các đệ tử và các như lai ứng tránh đẳng giác phát tâm tùy hỷ hồi hướng thì phải biết đây là tà tùy hỷ hồi hướng tà tâm tùy hỷ hồi hướng này chẳng được chư phật thế tôn khen ngợi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng được phật thế tôn khen ngợi nên chẳng thể viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh ngự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể viên mãn nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng thể viên mãn bố niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, như vậy cho đến cũng chẳng thể viên mãn mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thể viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, bởi chẳng thể viên mãn các công đức nên chẳng thể nghiêm tịnh cõi Phật và thành thục hữu tình, do chẳng thể nghiêm tịnh cõi Phật và thành thục hữu tình, nên chẳng thể chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì cớ sao? Vì bồ tát ấy phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng có tướng có đắc, bị lẫn lộn thuốc độc vậy. Lại nữa đại sĩ khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nên nghĩ như vậy, như tất cả đức như lai ứng tránh đẳng giác mười phương thế giới, như thật thông đạt công đức căn lành có pháp như thế, có thể nương pháp ấy phát sanh tùy hỷ hồi hướng không trái, ta này cũng nên nương pháp như thế phát sanh tùy hỷ hồi hướng, vô thượng tránh đẳng bồ đề đó là chân tránh phát khỏi tùy hỷ hồi hướng, do đây quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn khen cụ thọ thiện hiện. Hay thay hay thay, này thiện hiện, người này đã vì tất cả các đại Bồ Tát mà làm việc Phật làm nghĩa là vì các đại bồ tát chéo nói tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, nói những lời tùy hỷ hồi hướng như thế, lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không sanh không diệt làm phương tiện, không nhiễm không tịnh làm phương tiện, không tánh tự tánh làm phương tiện, tự tướng không làm phương tiện, tự tánh không làm phương tiện pháp giới làm phương tiện chân như làm phương tiện phát tánh làm phương tiện tánh chẳng hư vọng làm phương tiện thật tế làm phương tiện bất tư nghỉ giới làm phương tiện này thiện hiện giả sử tất cả hữu tình tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu mười thiện nghiệp đạo bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông thì ý ông nghĩ sao công đức của các hữu tình này nhiều chăng thiện hiện thưa rằng bạch đức thế tôn rất nhiều bạch đức thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với công đức căn lành của các đức như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử khởi tâm tùy hỷ hồi hướng mà không nhiễm đắm thì công đức có được rất nhiều hơn trước chẳng thể kể lường này thiện hiện, các thiện nam tử thiện nữ nhân này, khỏi tùy hỷ hồi hướng như thế so với các căn lành khác, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng lại nữa này thiện hiện giả sử tất cả hữu tình tam thiên đại thiên thế giới đều được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán độc giác bồ đề nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với các vị dự lưu cho đến các vị độc giác bồ đề ấy chọn đòi đem vô lượng y phục Đồ ăn thức uống, đồ nằm thuốc men và những vật cần dùng khác mà dâng thí, cũng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì ý ông nghĩ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện hiện thưa, bạch đức thế tôn rất nhiều, bạch đức thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với công đức căn lành của các đức như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử khởi tâm tùy hỷ hồi hướng mà không nhiễm đắm, thì công đức có được rất nhiều hơn trước. Này thiện nam tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khỏi tùy hỷ hồi hướng như thế so với các căn lành khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Lại nữa thiện hiện giả sử, tất cả hữu tình tam thiên đại thiên thế giới đều hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu có tất cả hữu tình mười phương thế giới như cát sông hằng, mỗi mỗi đều ở chỗ của các đại bồ tát phát vô thượng chánh đẳng bồ đề ấy, đem vô lượng y phục, đồ ăn thức uống, đồ nằm thuốc men và các vật cần dùng thượng diệu khác dâng cúng, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen như thế, trải qua đại kiếp như số cát sông hằng, thì ý ông nghĩ sao? Các hữu tình này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn rất nhiều, bạch đức thiện thệ rất nhiều. Phước tụ như thế, vô số, vô lượng, vô biên, vô hạ, tính đếm thí dụ, khó đo lường được. Bạch đức thế tôn, nếu phước ấy có hình sắc, thì mười phương thế giới như cát sông hằng chẳng dung nạp hết được. Phật dạy, này thiện hiện hay thay hay thay lượng phước đức kia đúng như ngươi đã nói này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với công đức căn lành của các đức như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử khởi tâm tùy hỷ hồi hướng mà không nhiễm đắm thì phước tụ được nhiều hơn trước thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân này khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế so với các căn lành khác là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng này thiện hiện nếu đem phước trước so với phước này thì trăm phần chẳng bằng một ngàn phần chẳng bằng một cho đến cực số phần cũng chẳng bằng một vì sao vậy này thiện hiện vì các hữu tình mười thiện nghiệp đạo bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông kia đều lấy tưởng có tướng có sở đắc làm phương tiện các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia đem vô lượng y phục, đồ ăn thức uống, đồ nằm thuốc men và những đồ cần dùng khác dâng cúng cho quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và các vị độc giác chọn đời cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen xong chỗ được phước ấy đều lấy tưởng có tướng có sở đắc làm phương tiện các hữu tình kia đem vô lượng y phục đồ ăn thức uống đồ nằm thuốc men và các vật dụng cần dùng thượng diệu khác dâng cúng cho các chúng Bồ Tát hướng tới vô thượng Bồ Đề trải qua đại kiếp như các sông hằng đều cúng dường cúng kính tôn trọng ngợi khen như thế song chỗ được phước đều lấy tưởng có tướng có sở đắc làm phương tiện bấy giờ bốn đại thiên vương cùng với hai vạn thiên tử quyến thuộc đảnh lễ chân phật chắp tay thưa, Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế, nghĩa là bằng phương tiện khéo léo, các đại Bồ Tát ấy lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không nhiễm trước làm phương tiện, không tư tác làm phương tiện đối với công đức căn lành của các đức như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử phát tâm chân chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng rơi vào hai pháp chẳng ở trong hai pháp không nhiễm không đắm khi ấy trời đế thích cũng dùng vô lượng trăm ngàn thiên tử mang đủ các loại tràng hoa hương xoa hương bột y phục chuỗi anh lạc cờ phướn lọng báu các chân châu quý hiếm thượng diệu của chư thiên và tấu nhạc trời cúng dường phật đảnh lễ chân ngài chắp tay thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn các đại Bồ Tát ấy mới có khả năng phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế, nghĩa là bằng phương tiện khéo léo, đại Bồ Tát ấy lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không nhiễm trước làm phương tiện, không tư tác làm phương tiện, đối với công đức căn lành của các đức như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử, chân tránh phát tâm tùy hỷ hồi hướng, vô thượng tránh đẳng bồ đà, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng rơi vào hai pháp, chẳng ở trong hai pháp không nhiễm không đắm. Khi ấy thiên tử tô dạ ma, thiên tử san đổ sử đa, thiên tử thiện biến hóa, thiên tử tối tự tại và cùng với ngàn thiên tử quyến thuộc đều mang đủ các loại tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, cờ phướn lọng báu, các chân châu quý hiếm thượng diệu của chư thiên và tấu nhạc trời cúng dường Phật đảnh lễ chân ngài chắp tay thưa rằng. Bạch Đức Thế Tôn các đại Bồ Tát ấy mới có khả năng phát tâm tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế. Nghĩa là bằng phương tiện khéo léo, đại Bồ Tát ấy lấy không tướng làm phương tiện, không sở đắc làm phương tiện, không nhiễm trước làm phương tiện, không tư tác làm phương tiện. Đối với công đức căn lành của các đức như lai ứng tránh đẳng giác và của các đệ tử, chân tránh phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng rơi vào hai pháp chẳng ở trong hai pháp không nhiễm không đắm khi ấy đại phạm thiên vương cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ức các chúng phạm thiên đến trước chỗ phật đảnh lễ chất ngài chắp tay cung kính đồng sướng lên rằng đức thế tôn thật hiếm có các đại bồ tát ấy được phương tiện khéo léo của bát nhã ba la mật đa nhiếp hộ nên vượt thắng, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, tu căn lành ở trước, không có phương tiện khéo léo, có tướng, có sở đắc. Khi ấy trời cực quang tịnh, cho đến trời sắc kiếu cánh, cùng với vô lượng trăm ngàn ước thiên chúng của mình, đến trước chỗ Phật đảnh lễ chân ngài, chắp tay cung kính, đồng sướng lên rằng, Đức Thế Tôn thật hiếm có, các đại Bồ Tát ấy, được phương tiện khéo léo của bát nhã Ba La Mật Đa nhiếp hộ, nên vượt thắng các thiện nam tử, thiện nữ nhân, tu căn lành ở trước, không có phương tiện khéo léo, có tướng, có sở đắc. Bây giờ Phật bảo chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh rằng, giả sử tất cả hữu tình, tam thiên, đại thiên thế giới đều phát tâm vô thượng tránh đẳng giác, đối với khắp tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại mười phương thế giới từ sơ phát tâm đến được vô thượng tránh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn cho đến lúc pháp diệt trong thời gian ấy tu tập bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ương với căn lành hoặc trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không tương ương với căn lành hoặc tu bốn niệm trụ nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng tương ưng với căn lành, hoặc tu vô lượng vô biên Phật pháp tương ưng với căn lành, hoặc tu căn lành của các đệ tử, hoặc tu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn và vô lượng vô biên Phật pháp của các Như Lai ứng tránh đẳng giác hoặc nói tránh pháp của các như lai hoặc nương vào pháp ấy mà tu tập ba việc phước nghiệp thí tánh giới tánh tu tánh hoặc nương vào pháp ấy tinh tấn siêng năng tu học được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán độc giác bồ đề nhập vào tránh tánh ly sanh của bồ tát hoặc tu căn lành dẫn phát của các hữu tình như tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã tập hợp hết thảy lượng căn lành như vậy, lấy có tướng làm phương tiện, có sở đắc làm phương tiện, có nhiễm đắm làm phương tiện, có tư tác làm phương tiện, có hai không hai làm phương tiện. Hiện tiền tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đà. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đà đối với khắp tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ vị lai hiện tại mười phương thế giới từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng tránh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn cho đến lúc pháp diệt trong thời gian ấy tu tập bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ứng với căn lành cho đến tu căn lành dẫn phát của các hữu tình như bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã tập hợp hết thảy lượng căn lành như vậy lấy không tướng làm phương tiện không sở đắc làm phương tiện không nhiễm đắm làm phương tiện không tư tác làm phương tiện không hai chẳng hai làm phương tiện hiện tiền tùy hỷ đã tùy hỷ rồi hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề các thiện nam tử thiện nữ nhân này tùy hỷ hồi hướng so với căn lành khác là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng so với hữu tình trước tùy hỷ hồi hướng thì hơn gấp trăm lần ngàn lần trăm ngàn lần cho đến hơn cực số lần Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn như Phật đã nói các thiện nam tử thiện nữ nhân này Tùy hỷ hồi hướng so với căn lành khác là tối là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng Bạch Đức Thế Tôn sao nói là cùng tùy hỷ hồi hướng như nhau, song so với căn lành khác, lại là tối là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Phật dạy, này thiện hiện vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, đối với căn lành của tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác khắp mười phương thế giới quá khứ vị lai hiện tại thanh văn độc giác bồ tát và tất cả hữu tình khác chẳng thù chẳng xả chẳng lấy chẳng bỏ chẳng có sở đắc chẳng không sở đắc thấu đạt tất cả pháp không xanh không diệt không nhiễm không tịnh không tăng không giảm không đến không đi không hợp không tán không vào không ra lại nghĩ như vậy như các pháp quá khứ vị lai hiện tại kia, chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, pháp định pháp trụ, ta đối với các thiện pháp cũng như thế. Lấy không sở đắc làm phương tiện, chân tránh phát khởi tùy hỷ. Đã tùy hỷ rồi đem căn lành ấy cho các hữu tình, cùng có một cách bình đẳng hồi hướng vô thượng tránh đẳng bồ đề vì thế thiện hiện các đại bồ tát ấy tuy cùng khởi tùy hỷ hồi hướng, song ta nói so với căn lành khác là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng này thiện hiện sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thù thắng hơn sự tùy hỷ hồi hướng khác trăm lần ngàn lần cho đến hơn cực số lần do đó ta nói sự tùy hỷ hồi hướng như thế so với căn lành khác là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng lại nữa thiện hiện thiện nam tử thiện nữ nhân nào trụ bồ tát thừa đối với tất cả đức như lai ứng tránh đẳng giác mười phương thế giới quá khứ vị lai hiện tại từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng vào cõi vô dư y bát niết bàn cho đến lúc pháp diệt trong thời gian ấy tu tập bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ứng với căn lành cho đến tu vô lượng vô biên Phật pháp pháp hoặc tu công đức căn lành của các thanh văn độc giác bồ tát hoặc tu ba việc phước nghiệp thí tánh giới tánh tu tánh của hữu tình khác và tu căn lành khác, tập hợp tất cả lượng căn lành như vậy, muốn hiện tiền phát tâm tùy hỷ hồi hướng không trái ngược thì nên nghĩ như vậy, sắc cho đến thức cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn xứ cho đến ý xứ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, sắc xứ cho đến pháp xứ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn giới cho đến ý giới cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Sắc giới cho đến pháp giới cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn xúc cho đến ý xúc cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sinh ra các thọ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Như vậy cho đến 10 lực của Như Lai, 18 Pháp Phật bất cộng, cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Giới uẩn cho đến giải thoát trí kiến uẩn, cùng với giải thoát bình đẳng như nhau đối với tất cả pháp phải lên thắng giải cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, tất cả tùy hỷ cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, tất cả hồi hướng cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, các căn thuộc biến của chư Phật Thế tôn và của các đệ tử cùng với giải thoát bình đẳng như nhau niết bàn mà chư phật thế tôn và các đệ tử đạt được cùng với giải thoát bình đẳng như nhau các căn thuộc biến của tất cả độc giác cùng với giải thoát bình đẳng như nhau, niết bàn mà tất cả độc giác đạt được cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Chư Phật Thế Tôn, Thanh Văn, Độc Giác, Các Pháp, Pháp Tánh cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Tất cả hữu tình, tất cả Pháp và Pháp Tánh kia cùng với giải thoát bình đẳng như nhau. Như tánh của các Pháp không buộc, không mở, không nhiễm, không tịnh, không khởi, không tận, không sanh không diệt, không lấy không bỏ. Ta đối với công đức căn lành như thế, hiện tiền tùy hỷ đem căn lành đây cho các hữu tình một cách bình đẳng. Hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề, tùy hỷ như thế, chẳng có năng tùy hỷ cũng không có sở tùy hỷ. Hồi hướng như thế, chẳng có năng hồi hướng cũng không có sở hồi hướng. Sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng phải truyền, chẳng phải dứt vì không sanh diệt vậy. Này thiện hiện sự tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát này so với sự phát khởi tùy hỷ hồi hướng khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thành tựu sự tùy hỷ hồi hướng như vậy, thì mau chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà lại nữa thiện hiện nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân hướng tới đại thừa giả sử đối với tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác và chúng đệ tử khắp mười phương thế giới hiện tại đều như các sâu hằng lấy có tướng làm phương tiện có sở đắc làm phương tiện chọn đời thường dùng các thứ y phục đồ ăn, thuốc uống, giường nằm, thuốc men và các vật dụng cần dùng thượng diệu khác mà cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Sau khi các như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng đệ tử ấy vào niết bàn, người ấy thâu xá lợi, xây các bảo tháp cao rộng trang nghiêm bằng bảy báu thượng diệu ngày đêm tinh tấn siêng năng kính lễ nhiễu tháp lại đem nhiều phẩm vật thượng diệu như tràng hoa hương xoa hương bột y phục chuỗi anh lạc cờ phướn lọng báu các chân châu vi diệu kỹ nhạc đèn sáng quý lạ cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen lại lấy có tướng và có sở đắc làm phương tiện Tinh tấn siêng năng tu tập bố thí tịnh giới, an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã và các căn lành khác có các thiện nam tử thiện nữ nhân phát tâm hướng tới đại thừa lấy không tướng và không sở đắc làm phương tiện tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tương ứng với căn lành phương tiện khéo léo đối với tất cả công đức căn lành khác phát khởi tùy hỷ chân chánh đem căn lành ấy cho các hữu tình cùng có một cách bình đẳng hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề các thiện nam tử thiện nữ nhân này do nương vào phương tiện khéo léo của bát nhã ba la mật đa tùy hỷ hồi hướng nên thủ thắng hơn công đức sở tạo của các thiện nam tử thiện nữ nhân phát tâm hướng tới đại thừa đã nói trước đây là trăm lần ngàn lần cho đến cực số lần cho nên nói tùy hỷ hồi hướng như thế so với căn lành khác là tối là thắng là tôn là cao là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng vô đẳng vô đẳng đẳng Vậy nên thiện hiện, các Đại Bồ Tát phát tâm hướng tới Đại Thừa nên lấy không tướng và không sở đắc làm phương tiện, tinh cần tu học, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh ngự, bát nhã, ba la, mật đa, tương ưng với can lành và nương vào phương tiện khéo léo của bát nhã, ba la, mật đa, phát tâm tùy hỷ, chân chánh đối với công đức can lành của các đức như lai, ứng tránh, đẳng giác và của các đệ tử đã tùy hỷ rồi đem căn lành này cho các hữu tình, cũng có một cách bình đẳng, hồi hướng vô thượng tránh đẳng Bồ Đề. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát lấy không tướng và không sở đắc làm phương tiện, phát khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, thì Đại Bồ Tát này mau chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, chuyển bánh xe rượu Pháp làm lợi lạc cho tất cả hữu tình. Hết quyển thứ 433